Sabbe puratimaya visaya satta avera sukhi hontu. Sabbe puratimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe dakinaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe dakinaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe pachimaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe pachimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe uttaraya anudisaya avera. Xin lỗi ở đây thiếu chữ satta. Satta avera sukhi hontu. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu avya paccha hontu anigha hontu digha yukha hontu aroga hontu sampatti hisamijjantu sukhi attanang pariharantu dukkha patta janik dukkha phaya patta janik phaya soka patta janik soka hon. Bây giờ mình sẽ đi phần từ vựng. Đầu tiên là chữ sắp b, thì sắp b nó lấy ra từ chữ sắp ba, mình biết rồi nha. Mà khi mà chia với số nhiều á của danh từ mà nam tính á, thì nó trở thành là sắp b. Puratima ya, nó lấy ra từ cái chữ nguyên của nó là puratima. Puratima là một cái tính từ có nghĩa là đông, hướng đông. Mà nguyên của nó là chữ mã thôi, nhưng mà vì nó là một tính từ mà nó bổ nghĩa cho cái danh từ đi xa. Mà danh từ đi xa là danh từ nữ tính, có nghĩa là hướng. Và nữ tính mà khi mà chỉ ở cách số 7 là định sửa cách đó, có nghĩa là ở hướng đông. Thì như vậy đó là cái chữ đi xa đổi thành là đi xa giá ở hướng đông. Thì chữ puratima cũng đổi thành là puratima giá. Tính từ nó ăn theo cái danh từ chia ra thì nó chia vậy. Thành ra là puratima ya disa ya là ở hướng đông. Satta satta đó đi ra từ danh từ chữ của chia đó là satta. Satta là danh từ nam tính. Danh từ nam tính đó có nghĩa là chúng sanh. Như vậy satta là chủ cách số nhiều, có nghĩa là những chúng sanh. Avera đi ra từ cái tính từ nó là a cộng với vera. Vera là oan trái, a là không. Như vậy avera là không oan trái. Ở đây đó thì mình thấy là chia thành là avera là bởi vì nó bổ nghĩa chữ satta. Satta chia ở cách một số nhiều. Là satta đổi thành satta thì avera nó cũng đi chia theo ăn theo cái danh từ satta. Cho nên là tên là avera là không có oan trái, nhiều đổi thành là sukhi. Và hontu đó là đi ra từ động từ hoti và nó chia ở mình lần cách số nhiều ngôi thứ ba. Như vậy là giống như lần ngôi thứ ba tức là họ đó. Thì là như vậy hontu là hải này, là tất cả chúng sanh. Hontu là xin cho, câu là câu mình lệnh đó, cho nên chị đồng tư mình đưa ra lần trước. Xin cho tất cả chúng sanh ở chúng đông không có oan trái lẫn nhau và được cái sự hạnh phúc an vui, được an lạc. Bây giờ đó, thứ hai, câu thứ hai là Sabbe puratimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Câu thứ hai chữ khác, câu thứ nhất á để có thêm chữ anu thôi. Ở trên á là disaya là puratimaya disaya là hướng đông ạ. Mà bây giờ đó anu là kế bên. Như vậy kế bên hướng đông là hướng gì? Là hướng đông nam.
ha, đông xong đến đông nam, như vậy đó, kế bên hướng đông là hướng đông nam, cho nên là mình thay vì mình dịch là hướng kế bên hướng đông thì mình dịch là hướng đông nam. À, xin cho tất cả chúng sanh ở hướng đông nam không có oán trái và được sự an lạc. Tiếp theo là thay bằng cái chữ Pratimaya thì thay bằng cái chữ là Dakhinaya. Dakhinaya đi ra từ danh từ Dakhina là hướng nam. À, và cái cách hoàn toàn cái cách văn phạm đó, nó giống với là tư vấn nó không giống nhau bên kia, cho nên là xin cho tất cả chúng sanh ở hướng nam không có oán trái và được sự an lạc. Tiếp theo á là cái hướng mà hướng theo hướng thử hướng mà tiếp theo hướng nam ha, Anudisaya thì đó là hướng tây nam, trên kia đông nam rồi ha, thì bây giờ là tây nam. Như vậy là xin cho tất cả chúng sanh ở hướng tây nam không có sự oán trái và được sự an vui. Tiếp theo á, là Pachimaya Disaya, chữ Pachima là hướng tây, cho nên Pachimaya Disaya là ở hướng tây. À, cầu xin cho tất cả chúng sanh ở hướng tây được không có oan trái, được sự an vui. Rồi cái hướng mà kế theo hướng tây đó là hướng tây bắc. À, và như vậy là xin cho tất cả chúng sanh ở hướng tây bắc không có oan trái, được sự an vui. Tiếp theo là Uttaraya, đi ra từ Uttara là hướng bắc, cho nên là xin cho tất cả chúng sanh ở hướng bắc không có oan trái, được sự an vui. À, tiếp theo là hướng mà kể theo hướng bắc là hướng gì? Hướng đông bắc. À, cho nên là mong sao tính chủng sanh ở hướng đông bắc cũng không có an trại, được sự an vui. Tiếp theo là Uparimaya, đi ra từ chữ Uparima là hướng trên. À, ví dụ như mình đang đứng đấy thì cái chủng sanh mà hướng trên đầu mình á gọi là hướng trên. Và Hetimaya, đi ra từ chữ Hetima là hướng dưới. Như vậy mình có bốn phương tám hướng, à, cộng thêm hướng trên hướng dưới nữa là ra là 10 hướng. À, đông nam tây bắc, đông nam đông bắc, tây nam tây bắc, à, ba trên dưới. À, bây giờ khi mà mình rải tâm tư đó là mình rải từng hướng một, khi mình hướng của hướng đông đó, là mình ngồi mình xác định hướng đông của mình hướng nào. Và cái tâm của mình đó, à, hướng mong cho tất cả chúng sanh mà đang ở hướng đông đó, bởi vì đó đó không còn oán trại nữa, được sự an vui. Bắt đầu mình đi qua cái hướng tây đông nam, đến hướng nam, đến tây nam, đến hướng tây, đến tây bắc, đến hướng bắc, và đến đông bắc, đến hướng trên, hướng dưới, đó, cứ theo tương tự như vậy. Và câu sau đó thì là Sabbe Satta Avera Hontu, à, xin cho tất cả chúng sanh không có sự oan trái. Sukhita Hontu, chữ Sukhita đó nó cũng đồng nghĩa với chữ Sukhi. À, à, Sukhi và Sukhita trong trường hợp này nó đều có nghĩa là sự an lạc cả, và mong cho họ có được sự an lạc. Ni Dukkha Hontu, thì chữ Dukkha là khổ, mà chữ Ni này á có nghĩa là thoát khỏi khổ. À, và khi về chữ khi mình đọc chữ Ni Dukkha đó thì đọc khó đọc, cho nên người ta thêm một âm đơ vào, gấp đôi phụ âm lên. Ni Dukkha thì nghe giờ đọc hơn là Ni Dukkha. À, chữ Ni nghe nó hơi bị khác, nó hơi bị nó cái cổ đó, thành ra người thêm cái chữ đơ vào. Nidukkha thì nghe là nhẹ hơn. À, Nidukkha là à, không có bị khổ là hoặc là thoát khổ. À, rồi thì Abhyapaccha là Ab cộng với là Abhyapaccha, chữ Abhyapaccha Anika, A cộng với Nika, à, Nika là xảo trộn, Anika là không có bị xảo trộn. Dikhayukha, chữ Dikha là dài, Ayukha là tuổi thọ. À, như vậy là chúc hãy cho họ tất cả chúng sanh có được cái tuổi thọ lâu dài. Aroga Hontu, Roga là bệnh, A là không. Như vậy Aroga Hontu là mong cho không có bệnh. Sampatihi Samijantu, chữ Sampati là thành mạng, là danh từ, và à, sự thành mạng, sự thành công. Và chỉ thêm chữ Ihi, Ihi à, xin lỗi, à, chữ Ihi có nghĩa là mình chia cách số 3 đó là với, à, với sự thành công. Và Samichantu đi ra từ cái danh động từ là Samichati có nghĩa là đạt, thành đạt. À, xin là xin cho được thành đạt với ngoài cái sự thành công.
Sampatihi samichantu sukhi attanang pariharantu. Chữ sukhi mình biết rồi, sukhi là an lạc. Atta, atta là từ mình. Attanang, attanang ở đây là kia cách cách thứ thứ tư và số nhiều là đến cho chính mình. Và pariharantu đi ra từ đập từ là pariharati là bảo vệ. À như vậy là sự bảo vệ mình cho được cái sự an lạc an vui. Dukkhapatta chakkhapatta. Patta là có nghĩa là đạt đến, đã đến thì chúng sanh nào đó ở trên có chữ sắc đế sắc ta đó mà đã đến khổ rồi, đã phải đạt đến đồng đến định, đạt đến cái tình trạng khổ rồi đó. Cha Nidukkha thì được thoát khổ. Nidukkha hồi nãy có từ đó. Dukkha là khổ mà nít là thoát khỏi ha. Chúng sanh nào mà đến khổ rồi đó, thì xin được thoát khổ. Phayapatta chanipaya. Chúng sanh nào mà đã đến cái sự khổ sợ hãi, phá gia là sự sợ hãi, đến sự sợ hãi rồi thì xin cho thoát khỏi sự sợ hãi. Sokapatta chanisoka. Soka là buông rầu, ta đã đến cái sự buông rầu rồi thì xin đừng có cho buông rầu, được thoát khỏi sự buông rầu. Hôn tụ ha. Sabbe pi panino. Sabbe là tất cả, pi là cũng và pa. Như vậy ha, mình đã đi qua phần từ vựng rồi đó. Thì quý vị xuống đọc cái phần dịch nghĩa. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong những đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc, bắc, đông bắc, trên, dưới, không oan trả nhau và đều được an lạc. Nguyện cho tất cả chúng sanh không có oan trả nhau, an vui, thoát khổ, không bị nhiễu hại, không bị bất hạnh, được sống lâu, không bình hoàng, được thành tựu viên mãn, tự giữ mình được an lạc. Tất cả chúng hữu tinh tức là chúng sanh đó đã bị khổ, xin cho được thoát khổ. Đã bị sợ hãi, được xa lìa sợ hãi. Đã bị ưu phiền, được thoát khỏi ưu phiền. Để giải tâm tư. Mà các chùa đó thì sáng và chiều khi nào á tụng kinh xong hết rồi đó, tụng bài dài bài ngắn gì cũng biết ha, mà khi nào mà kết thúc á là khi nào cũng có cái bài giải tâm từ và tiếp theo là bài hồi hướng. Cho nên cái bài này rất là quan trọng. Đức Phật ngài cũng nói rằng đó, các vị thì tăng ni xuất gia đó, mình là thọ nhận của đàn na tiện thí, thì làm sao mà để khỏi mà bất ngờ đó, mình làm sao cảm thấy rằng là mình xứng đáng để mình sự chứng dương. Thì Đức Phật ngài nói rằng chỉ cần trong một ngày á, chỉ cần có cái người đó một thời gian, một khoảng thời gian ngắn trong ngày thôi mà có rải tâm từ tới cái chúng sanh thì cái người đó rất cũng đã xứng đáng. Thì không cần gì đó phải đi thuyết pháp, không cần gì đó phải đi dạy thiền, không cần gì đó phải đi làm Phật sự, đi làm từ thiền gì hết á. Chỉ cần gì đó trong một ngày có một thời, hai thời mà ngồi rải tâm từ, ban rải tâm từ cho tất cả chúng sanh. Với cái tâm mát này, cái tâm không sinh không hình mà lại thì cái tâm bảo điểm cái chúng sanh nó gì rõ lên đủ để xứng đáng thọ nhận thì cũng dương rồi. Cho nên là cái bài này là cái bài đó để mà hướng dẫn cái người tập tùng, khi mà họ tùng tới đâu thì cái tâm họ hướng tới đó. Cho nên ý nghĩa của bài kinh là hay ở cái chỗ đó, là nếu như khi mà không có cái bài kinh người ta không còn nhớ là rải kiểu nào, nhưng mà không có cái bài kinh như vậy đó hướng dẫn cho mình rải từng hướng một. Và khi mình rải đó là mình liên tưởng ha, mình tưởng tượng đến chúng sanh ở trong cảnh giới đó. Những người nào mà đang khổ thì chống cho họ hết khổ, người nào đang sợ hãi mong cho họ hết sợ hãi, người nào mà đang bị ưu phiền mong cho họ hết ưu phiền đó. Và khi mà mình mong như vậy thì mình đâu có làm ai khổ lên chi. Bây giờ mà mình mới rải tâm tư cho họ bớt khổ, mình cứ tự làm cho họ khổ lên thì nó rất là mâu thuẫn. Thì đó là nội dung của bài kinh rải tâm tư. Và bây giờ thì quý vị nghe cùng ha. Sabbe purati maya disaya satta avera sukhi hontu. Sabbe purati maya anudisaya satta avera sukhi hontu. Sabbe
Dakina yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe Dakina yanudisa yasata avera sukhi hontu sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe pachima yanudisa yasata avera sukhi hontu sabbe uttaru sabbe sakta jani soka hontu sabbe tipanino. Như vậy là mình đã học xong bài kinh từ bi nguyện. Bây giờ đó mình học tiếp luôn bài hồi hướng chư thiên. Bài này thì rất là ngắn, quý vị nghe đọc qua. Akasattha chapummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang. Và khi mình đọc mấy lần sau đó thì mình đọc từ trên xuống dưới giống nhau, tới ngang cái chữ sasanang đó. Đoạn thứ hai thì mình sẽ thấy bằng chữ Rachano. Và nhưng mà sau này đó, có chùa thì không có đọc Rachano mà đọc chữ Nogaru. Thì hồi chả lạc nữa sẽ giải thích vì sao. Rồi thay bằng chữ Nyatayo, rồi thay bằng chữ Panino, và cuối cùng là thay bằng chữ Nosada. Bây giờ mình sẽ đi phần giải thích băng phạm từng chữ một ha. Từng phần Akasa là một danh từ. Ở đây danh từ này không có chia, bởi vì nó được kết hợp với cái danh phân phía sau. Akasa có nghĩa là hư không hay là bầu trời. Chữ tha này đi ra từ cái động từ tithati là đứng. Như vậy akasattha là đứng ở trên hư không, hoặc đứng hoặc là cứ ngủ ha. Cứ ngủ ở trên hư không. Phummattha chadava. Chữ phumma hôm trước mình học trong cái bài thỉnh chữ thiên rồi. Phumma là mặt đất, cũng là ngủ ha. Như vậy là ngủ trên bầu trời hay là ngủ trên mặt đất. Deva chư thiên số nhiều ha, số ít là deva, có số nhiều là deva. Đây là chủ từ. Tất cả những cái danh từ này á, cái chữ mà akasattha này là nó tỉnh từ, nó bổ nghĩa chữ deva. Thì chữ phummattha cũng vậy, là để nghĩa chữ deva. Như vậy là cái chữ deva này là danh từ chính để làm chủ từ. Như vậy là chư thiên đang ngủ ở trên trời hoặc là đang đợi ngủ ở trên mặt đất. Tiếp theo là chữ Naga. Naga là các vị Long Vương, là số nhiều của chữ Naga. Mahittika, Maha cộng với Itti cộng với Ka. Maha là lớn, Itti là thần thông. Chồng thêm chữ Ka đó là tỉnh từ, có nghĩa là có đài thần thông. Chữ thiên và những vị Long Vương, những vị mà có cái đài thần thông. Punyang no anumodantu. Đồng từ chính là anumodantu, là mình có chữ anu cộng với modati. Modati là hoan hỷ, anu là theo, cho nên là anumodati là tùy hỷ. Mà đây chia với antu tức là mình lĩnh cách số nhiều, ngôi thứ ba. Các chữ deva và chữ naga đó là hãy tùy hỷ. No punyang. Chữ punyang đi ra từ chữ punya là phước. Ở đây chia với là chia cách số 2 là đổi cách, cho nên từ chữ punya đổi thành chữ punyang. Và no là của chúng tôi. Xin hãy tùy hỷ với phước của chúng tôi. Chi răng rakkhantu sasanang. Chi răng là lâu dài, đó là tràng từ, đây là từ bất biến. Rakkhantu đi ra từ động từ rakkhati là bảo vệ. Rakkhantu nó cùng cái mình lên cách cục số nhiều ngôi thứ 3, là xin hãy bảo vệ. Sasanang danh từ đi ra từ chữ sasana, nó chỉ ở cách số 2, số ít, là giáo pháp. Xin hãy bảo giáo bảo. Thay cái chữ sasanang bằng chữ rachano. Chữ rachano đó đi ra từ chữ racha là nhà vua. Rachano là tân ngữ cách số 2 đó, số ít, có nghĩa là xin hãy bảo vệ cho nhà vua được lâu dài. Thì quý vị thấy những cái nước như nước Thái Lan, những cái nước mà có những cái bậc minh quân đó,
thì người dân họ rất là quý kính các vị nhà vua, cho nên á, thường là người ta nguyện cầu đó là cũng cầu cho nhà vua, chư thiên hộ trì cho nhà vua. Mà vì nhà vua, những cái vị bậc minh quân, những cái người mà lãnh đạo nhà nước, mà vì đó họ có sức khỏe, họ được an vui, thì tất cả những cái người dân cũng sẽ được sức khỏe, được họ cũng sẽ được an vui, được hưởng lây. Nhưng mà bây giờ đó thì có một số chùa thì thay vì cái chữ Ratchano này, bây giờ mình không còn nhà vua nữa. Cho nên đó, mình thay cái chữ Ratchano bằng chữ Nogaru. No là của chúng con, giống như chữ No, khuôn nhắn No phía trên đó. Và chữ Garu là thầy, là các bậc thầy tổ của chúng con. Rồi cái thứ ba đó là mình thay bằng chữ Nyatayo. Nyatayo là đi ra từ chữ Nyati. Nyati là quyển thuộc. Mà đây quá số nhiều là thành là Nyatayo là các quyển thuộc. Như vậy là xin hãy bảo vệ cho các quyển thuộc của chúng con lâu dài. Và Panino đi ra từ chữ Pani là chúng sanh, bảo vệ cho tất cả chúng sanh. Và No Sada, No là chúng con, và Sada là luôn luôn. Đấy thì đó là như vậy là cái bài này mình xuống mình qua cái phần dịch nghĩa. Chư thiên Long Vương có đại thần lực ở trên hư không và trên địa cầu. Tôi cầu xin các vị thường hộ trì cho giáo pháp của Đức Phật được lâu dài. Mà sau đó đó xin hộ trì cho quốc vương, cho quyển thuộc, cho chúng sanh và cho chúng tôi được lâu dài. Đó là ý nghĩa của bài này. Mahitika punyang no anumodan tu sirang rakan tu sasanang akasatha japum matha devanaga mahitika punyang no anumodan tu sirang rakan tu rajano akasatha japum matha devanaga mahitika punyang no anumodan tu sirang rakan tu nyatayo akasatha japum matha devanaga mahitika punyang no anumodan tu sirang rakan tu panino akasatha japum matha tha deva naga tu chi vang ra khan tu no po sa da. Đó là bài hồi hướng chư thiên. Bây giờ có người hỏi là bài hai bài, bài tâm từ và bài Karaniya Metta Sutta thì bài nào có tầm quan trọng hơn hả? Một bài đó. Cái bài mà giải tâm tư này đó là nó tính cách thực hành, có cái tính cách thực hành, cho nên là mình ngồi là mình bắt đầu vô là mình giống như là mình thực hành vô luôn liền, mình làm liền giải tâm tư hướng này hướng kia. Còn cái bài mà Karaniya đó là nó mang tính cách gần như là lý thuyết đó, là vì sao mà mình phải có thực hành tâm tư bí đó và có thực và nên thực hiện cái tâm tư bí đó như thế nào. Cho nên cái bài Karaniya là mình học trước là để cho mình biết cái cách. Vì như nội dung của bài Karani là sao? Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phát ngay thẳng và nhu thuần, hiền hòa ràng lục căn luôn trong sáng trí tuệ, càng hiện minh khải bình an lạc, nguyện tất cả chúng sanh càng đầy muôn phúc hạnh. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc kệ xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn phúc hạnh. Đường lừa đảo lẫn nhau chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nỗi oán tượng, như mẹ già tình thương suốt đời lo che chở được con một của mình, hoặc đặt tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trải, không hờn giận thù, khi đi đứng nằm ngồi bao giờ con thức tỉnh dự niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh. Nội dung của cái bài kinh Karaniya được dịch ra tiếng Việt thì á, quý vị thấy rằng là khi mà nghe cái bài kinh đó đó thì nó là cái nó thuộc phần nhân cái lý thuyết, tức là dạy cho mình cái cách làm sao rải tâm tư, vì sao rải tâm tư. Cái bài mà hồi nãy mình đang học đó là bài kinh rải tâm tư trên kia. Còn ra hai bài thì nó bài nào cũng quan trọng hết, bởi vì
trước khi thực hành thì phải biết lý thuyết ha. Mà lý thuyết không không thực hành thì không được, cho nên hai bài nó tương tự nhau, quan trọng ngang nhau. À, bây giờ đó còn 15 phút để coi có thử là mình có kịp để học luôn cái bài hồi hướng chúng sanh không. Hồi hướng quyển thuộc ấy, rất nhiều người họ tụng á, là vì cứ nghe nghe từ tụng theo thành ra tụng sai rất là nhiều. Mặc dù ai cũng biết nhưng ít người tụng đúng và ít người hiểu được cái câu này. À, câu này là câu hồi hướng quyển thuộc. Bây giờ quý vị nghe ha. Y đăng nô nha tí nặng. À, quý vị sự nô y đăng là này, mà bây giờ cái này cái gì này, bây giờ mình đang khi mình hồi hướng phước chúng sát á, vậy là y đăng phu nhân. À, mà y đăng là mình, đây là một cái đài tư chỉ sát như chị phước luôn. À, là cái phước này. Hô tu là xin hãy đến. À, nô là của chúng tôi. Nha ti năng đi ra từ chữ nha ti hồi nãy đó, mình thấy có chữ nha ti là quyển thuộc. Mà hồi nãy nha ta vô là chủ từ, còn đấy nha ti năng này đó là chỉ định cách, tức là cách số 4. À, chỉ cho cái mục tiêu của hành động. Như vậy đó, mong nguyện cái phước này đến cho quyển thuộc của chúng tôi, tức là mình nhắm mình cái phước này mình đang có này, và bây giờ mình hướng mình đang truyền đến, mình đang hồi hướng đến à, cho những cái người đó. Cho nên tôi dùng chỉ định cách và số nhiều nha chi năng đến cho quyển thuộc của chúng tôi. Ở đây vì sao trong một đơn có chữ vô? Chữ vô đó là của các anh, là thường thường á, dành cho chư tăng khi mà tụng kinh cho Phật tử á, khi Phật tử tới chùa cầu an cầu siêu, hoặc là khi chư tăng đến nhà Phật tử thì chư tăng tụng kinh cầu an cho Phật tử đó, thì khi mà hồi hướng thì chư tăng đặt là vô nhã chi năng, là mong nguyện phước này đến cho quyển thuộc của các thanh hay là của quý vị, chứ không phải đang cho mình. Su khi ta hồn tu nhà ta vô, thì trong như vậy cái câu này ngắn như vậy chứ nó là hai câu khác nhau. Chữ hô tu là chậm một câu rồi đó. Bây giờ câu thứ hai chị nha ta vô là chủ từ, là các quyển thuộc. Hôn tu là xin cho, và sự khi ta là được hạnh phúc an lạc, hồi nãy mình học rồi, hoặc là an vui. Như vậy là sự khi ta hôn tu nha ta vô là xin cho hay là nguyện cho quyển thuộc của chúng tôi được an vui. Như vậy là câu này nè, tuy rất ngắn nhưng mà có hai câu. Câu thứ nhất là nguyện hồi hướng cái phước này đến cho tất cả quyển thuộc của chúng tôi, và sau đó nguyện cho quyển thuộc của chúng tôi được an vui. Và khi mình tùng cái bài này đó, thì câu này là đặc biệt á, là tùng là rất là ngắn nga. Và khi mà ngắt á, bởi vì cái chữ nha này nó dài, cho nên khi mình ngắt ra người ta tưởng là hai chữ khác nhau. Người ta tưởng chữ nô nha với một chữ tí năng là một chữ, cái thật đó là chữ nô chữ riêng và nha tí năng mà chúng có một chữ, có nghĩa là quyển thuộc. À, thành ra câu này là cái câu mà khiến cho người ta tùng sai và hiểu lầm nhiều nhất á ha. Bây giờ quý vị nghe tùng ha. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tự nha ta vô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tự nha ta vô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tự nha ta vô. Đúng ra đó, quý vị phải đi xuống một tí nữa đó, đi xuống tới cái bài nguyện sáu công á, sáu cái bài hồi hướng chúng sanh sẽ có một cái câu y đăng vạ ta mê phun nhang a sa vắc kha già vạ hằng hồn tu a na gạ tê. À, câu này là vi thường đi kèm theo với câu y đăng nô nha chi năng đó đó. À, quý vị xuống tí ha, và mình sẽ giải thích câu này luôn. Chữ y đăng là này ha, vạ ta là quả thật, mê là của con, phun nhăn là phước. Như vậy á, là cái phước này của con này. Asava khaya, asava là lầu hoặc, khaya là diệt tần, đoàn tần. A hăng là con, hôn tu là hãy là. Anagate, hôm trước mình có học á, trong cái phần đảnh lễ tam bảo tam thể tam bảo đó, thì có anagata là tương lai, không anagate là trong ngày tương lai, trong ngày vị lai. Thì cả cái câu này là dịch làm sao,
do cái sự bổ thí phước này, chân thành này của con, vị thật chân thành tức là vị bát tá đó, là quả thật đó, do cái phước chân thành này của con mà nguyện cho con được đoàn tầng lầu hoặc ở trong ngày vị lai. Là quý vị biết rằng đó, khi mình làm một cái việc phước gì thì cái phước hữu lầu á tự nhiên nó sẽ có. Ví dụ như mình, dù mình không có móng câu, mình mà cứ đi bổ thí cũng dương thì chắc chắn là theo cái luật nhân quả đó thì cái phước hữu lầu nó sẽ có. Nhưng mà cái phước vô lầu á thì nó không phải tự nhiên mà nó có, mà phải do mình phát cái tâm, khởi cái tâm lên. À, như vậy đó, mình làm phước không phải là để móng câu được sinh lên làm cho giàu cho đẹp, không vậy, là sinh lên để có oai, có là uy quyền. Bởi vì dù có giàu có đẹp hay uy quyền gì đó thì cũng sanh tử luân hồi, thì cũng khổ cả. Cho nên á, cái câu này là cái câu hưởng cho mình khi làm một cái việc phước gì đó. Cái phước này là để móng câu đoàn tầng lầu hoặc, tức là được giải thoát niết bàn luôn, chứ không phải là để mà sanh tử luân hồi. Đó, ý nghĩa của câu này là rất là hay, nó nhắc nhở mình vậy đó. Khi nào làm việc thiền gì, tụng kinh cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, cũng thì tái tăng cũng vậy. Quý vị đọc xong hai cái câu này thì á, quý vị một câu đầu là hồi hướng cho các bạn tân bằng tuyển thuộc của mình. Nhiều khi mình đi lần phước á, là mà mình không có nhớ tới để mà hồi hướng cho họ đó, thì tuyển thuộc của mình họ không có nhận được. Mình phải cho họ mới nhận được. Mình có phát wifi người ta mới bắt sóng được. Mình không phát người ta không có bắt được. Mặc dù phòng của mình rất là dồi dào, mình không có bắt, không mở ra là không có được. Thành ra câu đầu tiên á, là mình phải hưởng cái tấm của mình, hồi hưởng phước để cái chuyện thuộc họ nhận được. Và câu thứ hai là nguyện cái phước này mà con đang làm đấy đó, là để cho con đập cái sự đoàn tầng lộ Phật ở trong ngày gì ngay. Nhưng mà riêng ở Bụ Long Viên Không đó, thì khi mà tùng thì ngài Hộ Pháp ngày dài đó, tùng là không cần dùng cái chữ Anagate, ngài chữ hô tu là dừng lại thôi. Anagate là trong ngày vị lai, nhưng mà ngài nói mình tu là mình muốn chứng đắc, định đắc là ngay bây giờ, chứ không có chơi tới ngày vị lai, cho nên không có đọc cái chữ Anagate. Rồi bây giờ quý vị nghe tùng được câu này ha. Câu này thì tùng là không có ngân nga như câu trên, chỉ tùng bình thường thôi. Idang vatame punyang asavakaya vaham hotu anagate. Rồi, đây là mình đã xong cái phần lần phát nguyện luôn rồi đó. Còn cái bài kia nó hơi dài quá. Cái bài mà hồi dưỡng chúng sanh nó hơi dài. Mặc dù rất là muộn dài cho xong phần này, bởi vì chỉ cần xong phần này tức là quý vị đã xong cái phần lễ bái tam bảo, là cái phần căn bản nhất. Mà hơn nữa là bởi vì ngày mai lễ Pháp đi Thái Lan và đi Ấn Độ rồi thì không chắc là vô rung được. Cho nên nếu quý vị mà cảm thấy đang chưa có mệt mà muốn học luôn đó, thì sẽ học luôn cái đoạn này để mình kết thúc cái phần lễ bái tam bảo luôn. Còn mấy cái phần kia đó mình sẽ học sau. Nếu như khi nào mà có thải thì để coi cái thử, bởi vì có thải mình không có ở một chỗ, đi chỗ này ngày hay ngày, thành ra không biết mà cái chỗ đó có wifi không. Nhưng nữa mình tới chùa người ta là mình phải dự cái lễ, dự theo cái thời khóa tụng kinh buổi tối đó, thành ra chưa chắc là học được. Thôi thì bây giờ tranh thủ để học cho xong luôn. Chừng này mà mệt chi, quý vị biết được Pháp dạy ở Văn Hành đó, một buổi chiều dạy luôn 4 tiết, dạy từ 1 giờ 15 tới 4 giờ 15 là 3 tiếng đồng hồ, liên nói liên tục. Còn ở đây hồi nãy giờ nó chưa được 1 tiếng, cho nên chưa còn mệt gì hết. Làm việc cực khổ quen rồi. Rồi bây giờ học tiếp luôn ha. Học tiếp bài hồi hướng chúng sanh, hồi nãy là hồi hướng chư thiên nữa ha, bây giờ là hồi hướng chúng sanh. Bây giờ quý vị nghe qua tiếp. Yang kinci kusala kamang kata bang kiri yang mama kayena vacha manasa tidak se sugatang katang ye satta sanyino akhi ye cak satta asanyino katang punya pak lang mayhang sabbe phagi pak vantute ye tang katang suviditang binang punya pak lang maya ye cha tattha na jananti deva gantwa ni de da yung sabbe lokam hi ye satta jivanta tahara hetuka manunyang ho cha nang sabbe la phantu ma ma che tassati.
Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào giải thích từng từ một. Ở đây mình có cái chữ văn kiên trì. Chữ văn á, trước mình học rồi là đại từ bất định là cái gì? Trên chữ kiên trì là bất cứ, cho nên là văn kiên trì là bất cứ cái gì. Kusala cam măng. Chữ kusala là bổ nghĩa cái chữ cam măng từ sau. Chữ cam măng đi ra từ chữ kamma là nghiệp, mà nó là danh từ trung tính. Cho nên mặc dù á, là nó là chủ từ, nhưng mà nó vẫn chia được dạng ăn, cho nó không phải chia được dạng ô như là trung tính hay là như là nam tính ha. Cho nên là kusala thì là thiền ha. Như vậy kusala cam măng là thiền nghiệp. Katapang. Katapang là hôm trước mình có học cái dạng rồi ha. Dạng động từ này là động từ từ động từ mà đổi thành tính từ đó là nên ha. Các nguyên động từ của nó là karoti là làm, như vậy đổi thành katapang là nên làm. Và khi mà nó bổ nghĩa chữ cam măng thì chữ cam măng chia ở trung tỉnh số cách số 1, số ít thì cái chữ cắt tắp ba nó cũng chia tương tự như vậy, cho nên từ cắt tắp ba nó trở thành là cắt tắp băng là nên làm. Kiriya đi ra từ cái danh từ kiriya, danh từ trung tỉnh có nghĩa là hành động. Mama là của tôi, đó là tính từ sở hữu. Kayena đi ra từ chữ kaya là thân. Kayena là cách thứ 3 số ít sử dụng cách đó, có nghĩa là bởi thân. Vacha đi ra từ chữ vacha là lời nói. Manasa, mana là ý và chữ sa là với ý. Như vậy là bởi thân, khẩu hay là ý. Tidase Tidase là đi ra từ chữ Tidasa. Tí là 3, Dasa là 10. Tidasa mà vì sao là ra 33. Tidasa là 33, tức là quải trời thứ 33. Quải trời thứ 33 hay là quải trời đáo lời. Sugatam. Chữ Sugatam đưa ra chữ Su cộng với chữ Gata. Chữ Su là thiền và Gata là đi đến. Cái chữ đi đến á, cái tiếng Hán á, người ta dịch là chữ thủ, cho nên Sugata là thiền thủ. Thiền thủ được hiểu là gì? Là cái nơi đi đến tốt đẹp, tức là cái cảnh giới tốt đẹp á. Gatam là đã được làm. Đó là gọi là quá khứ phân từ của động từ karoti. Và chữ kata này là bổ nghĩa cho chữ kiriyang, hành động đã được làm. Thì quý vị xuống có cái phân dịch nghĩa như vậy. Câu đầu tiên được dịch là bất cứ thiền nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi điều tác thành. Điều tác thành là chữ cá tăng đó, đến quải trời đáo lời là tị đã xê đó. Dê sát ta, chữ dê cũng là chữ đi ra thì chữ da dẫn nhiều dắn thì trên vậy đó, nhưng mà số nhiều. Dê sát ta, sát ta là hồi nãy mình học rồi là chủng sanh. Dê sát ta là chủng sanh nào. Sanh nhi nô đi ra từ khi mình có cái chữ sanh nha là tưởng. Và sanh nhi nô ác thi là có. Và chữ sanh nhi, từ chữ sanh nha là tưởng ha, thì chữ sanh nhi nó trở thành là hữu tưởng, tức là có tưởng. Và bây giờ chữ sanh nhi mà nó biến cách trở thành là sanh nhi nô. Sanh nhi nô là số nhiều. Như vậy đó là chủng sanh, có cái chủng sanh hữu tưởng nào. Ye cha sa ta a sanh nhi nô. Và cả luôn cả chủng sanh vô tưởng, a là không, a sanh nhi nô là không có tưởng. Chủng sanh mà hữu tưởng á, tức là tất cả chủng sanh từ quải đến từ quải mà đều hữu cho lên tất cả các quải, riêng từ chủng sanh mà vô tưởng á là các quải vô tưởng, tức là
ở cõi sắc giới có một cái loài chúng sanh là chỉ có cái phần thân thôi mà không có phần tâm, cho nên gọi là không vô tưởng. Và các tăng quân nhá phát lăng mây hằng, các tăng là đã được làm, quân nhá là phước và phát lăng là quả, như vậy quả phước đã được làm. Mây hằng là của tôi, như vậy là cái quả phước nào mà của tôi mà đã được làm nè. Sáp đê pha ghi pha văn tu đê, sáp đê là tất cả, pha ghi, chữ pha ghi á nó đi ra được cái chữ pha gác, pha gác là phần, cái phần lời á, phần bình chuyển chia phần, cái phần nghĩa là phần lời á. Và bây giờ từ chữ pha gác là cái phần được chia trở thành cái chữ pha ghi là người được chia phần. Pha ghi là người được chia phần. Pha văn tu đi ra từ động từ pha văn tu là và chữ pha văn tu là hãy là t. T là các người. Như vậy đó, cái câu này là sao? Tất cả chúng sanh hữu tưởng và tất cả chúng sanh vô tưởng. Hãy tất cả quý vị hãy là cái người chia phần tất cả những cái quả phước mà đã được làm của tôi. Đây là mình bắt đầu mình phát tâm chia lên phước khi mà mình mới làm xong đó. Mình hồi hướng tất cả chúng sanh đó hữu tưởng vô tưởng tất cả các gì đó. Hãy là người chia phần cho cái phước, quả phước mà tôi đã tạo. Tiếp theo, dê tăng ca tăng. À, để có cái phần dịch này, cái phần dịch nghĩa dịch sao? Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng ta phải thêm chữ hãy nữa, tất cả các vị hãy là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Rồi câu tiếp theo, dê tăng ca tăng su vi bi tăng. Dê là người nào? Dê là người nào là chủ tư nè. Bây giờ động tư ra, dê tăng ca tăng su vi bi tăng. Thôi đi từng chữ một đi. Dê là cái nào ha? Tăng là cái đó, ca tăng là đã được làm, su vi bi tăng thì su cầm với chữ vi bi tăng, su là rõ khéo và chữ vi bi tăng từ là quả khứ của chữ đó, nghĩa của nó là quả khứ không từ của động từ vichanati. À, vichanati chắc là đây để viết lên ha. Thì cái này trong trong này không có phân biệt rõ chữ su vi bi tăng nha, là su từ vi vi ta này nó lại là quả tử phân từ của động từ là vijanati. Vijanati mà vijanati có nghĩa là rồi á, nó là từ chữ vijanati, nó lại là từ cái căn của từ cái gốc của động từ là janati là biết, mà vi là rõ ràng, như vậy vijanati là biết rõ ràng. À, vì vì chơi mình phải mở cái file cái phần mềm đánh tiếng Pali ra là đánh tiếng chữ A là được. À, đó nhé, vidita là quả khứ phân từ của vichanati. Xin lỗi, hai chữ vi được nghe. Như vậy vi này ha, cầm với là janati. À, janati là biết, vi là rõ, vijanati là biết rõ. Và từ chữ vijanati qua từ quả khứ là vidita là đã biết rõ. Mà cầm thêm chữ su nữa ha, là biết rõ, nó khéo biết rõ ha. À, cho nên cái chữ biết rõ này ấy, vì vậy cho nên cái giải pháp danh của liệu pháp dịch ra là Vidita Dhamma, tức là đã hiểu rõ pháp. À, rồi trở lại cái chữ này, như vậy là dê tăng ca tăng su vi đi tăng đin năng. À, su vi đi tăng là khéo biết rõ ha. Đin năng, à, đin năng mà đi ra từ chữ đin na, mà đin na đó là quá khứ phân từ của danh từ là đa ti. Đa ti là cho, như vậy dinna là đã cho. Punya là phước, pha lăng là quả, maya là bởi tôi. À, cách thứ ba, à, bởi tôi. Ye cha tattha na cha nanti,
Dê cha, dê là người nào? Tát tha ở đó. À, na là không, Jananti là biết. Còn người nào mà chưa biết, tức là người nào mà biết rõ, Suvinitang là người nào mà biết rõ thì hãy đến đây để mà nhận cái phân phước mà đã được cho bởi tôi đó nè. Còn người nào mà chưa biết, người nào ở đó mà chưa biết thì sao? Deva Gantoa Ni Veda Dung. Deva là chư thiên, Gantoa là sau khi đi, tức là chư thiên tới đây nhận cái phước này. Tôi nhận xong rồi mà khi chư thiên mà đi đó, à, sau Gantoa là sau khi đi, và Ni Veda Dung. Đi ra từ cái động từ là Ni Veda Ti là thông báo. Và chữ Dung này đó, là dùng theo cái dạng là Infinity, không trước mình có học rồi, là để, à, là thu gì đó ha. Thành sau khi đi thì hãy đến để, sau khi đi thì hãy thông báo, à, đi để thông báo, thông báo cho họ biết, à, thông báo sao? À, người nào mà chưa biết này thì chư thiên sau khi đi hãy thông báo dùm, thông báo sao? Sabbe Lokamhi. Sabbe là tất cả, Lokamhi đi ra từ chữ Loka là thế giới, Lokamhi là cách số 7, là trên thế giới. Dê sát ta là chúng sanh nào, à, tất cả chúng sanh nào ở trên thế giới này. Di văn ta là đi ra từ cái động từ jivati là sống, mà chỉ anh ta cũng là hiện tại phân tư đó, có nghĩa là đang sống. Ahara, ahara là vật thực. À, hetuka, hetu là nhân, hetuka là do nhân. À, đang sống mà do nhân vật thực, tất cả chúng sanh ở trên quãi đời này. Ma nun nhang là đi ra từ chữ ma nun nhã, có nghĩa là thỏa thích, mà trở thành tràng từ ha. Ma nun nhang là hãy thỏa thích. Ma nun nhang phô chân á là vật thực, thức ăn. Sáp bê tất cả lạ văn tụ, đây là động từ này, hãy nhận lãnh, hãy hoan hỷ thỏa thích mà nhận lãnh cái phần thức ăn. Ma ma chê ta xà tí, ma ma ở đây là của tôi, và chê ta xà là chê ta là tâm, mà chê ta xà là với tâm, mà với tâm gì ở đây được nghĩa là với tâm hoan hỷ. Thì ba câu này được dịch chỉ này dịch sao? Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng thì xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào mà không hay biết thì xin chư thiên sau khi đi hãy bảo truyền cho họ rõ là tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian mà do nhân vật thực thì xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực mà do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. À, thì đó là nội dung của cái bài hồi hướng chúng sanh. À, quý vị thấy rằng là bài này đó thì khi mà cụ ngài mà dịch ra bằng tiếng bằng cái câu văn 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 xuôi rất là hay, à, văn văn đó, à, phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bảo vững bền, có thể tiếp chúng đồ lên thiên đàng cúng trời đáo lời thọ nhàn. Đó là tí đa xê đó. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, à, hữu tưởng là sanh ni nô đó, chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, là a sanh ni nô đó. Phước con hồi hưởng dân bang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiền mấy thấp cùng. Chúng sanh thế giới cả hàng, bởi nhờ thọ thực sanh án màng trường, xin thâu phước bảo cũng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Đó, đó là nội dung mà cái bài dịch này hình như là bài dịch của ngài Hồ Tông, à, trở thành là văn xuôi, à, văn vần. Rồi bây giờ là quý vị hiểu hết ha, mình tiếp theo sẽ là phân tùng. Yang kin chi ku sala kam mang kata bang kiri yang mamaka ye na vacha manasa tidase sugatang katang
Ye satta sannino atti ye cha satta asannino katang punya phalang may hang sabbe phagi phavantute ye tang katang suviditang dinang punya phalang maya ye cha ta ta na sha nan ti de va gan toa ni ve da yung sa be lo cam hi ye sat ta si van ta ha ra he tu ca ma nu nhang ko sha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Vậy là dứt cái phần hồi hướng chúng sanh, và cũng là trong luôn các cái phần gọi là lễ bái tam bảo. Chùa đó thì người ta cùng kính lễ bái tam bảo mà tự nhiên bảo là không đủ rồi đó. Còn những cái bài kính dài là kính cầu an, cầu siêu là cùng thêm thôi. Để như sau này mà mình học tiếp á, thì cái phần tiếp theo sẽ là phần xin thọ tùy tám quy ngũ giới, rồi là xin thọ quý vị tùy bát quan cai giới. Thì nếu như khi nào mà Đức Pháp mà cảm thấy là qua Ấn Độ mà nếu như có wifi ở chỗ nào mà giả sử có wifi hay có 3G đó mà buổi tối mà giảm được đó, thì sẽ báo ở trên Facebook ha, quý vị theo dõi ở trên cái trang Việt Theravada thì sẽ báo quý vị là để quý vị vô học. Có điều đó là tiền mũi giờ của Ấn Độ á nó sẽ khác với cái múi giờ của Việt Nam. Ví dụ như Việt Nam mình 8 giờ thì Ấn Độ mới có 6 giờ rưỡi tối thôi. Nếu muốn sao mình cứ giữ giờ Việt Nam đi. Được Pháp đi 3 tuần, ngày 20 tháng 10, không, ngày mai là 25, thì ngày 20, ngày 19 tháng 12 nữa đi lại. Nhưng mà điều nếu như trong khi đi mà có, ở chỗ nào mà có màn đó, thì cũng sẽ vô dài cho quý vị để nào được liên tục. Còn từ chỗ nào không có màn, thầy cũng có thông báo là bị không có màn, thì thôi là quý vị nghỉ ha. Thì quý vị sẽ nghỉ cho tới là ngày 20 tháng 12. Khi nào là giờ học lại thì Liệu Pháp cũng sẽ thông báo trên mạng cho quý vị. Dạ, sáng mai là 5 giờ rưỡi là phải xuất phát từ chùa. Từ chùa mà đi về sân bay á, tạp hẹn đoàn ở sân bay là 8 giờ sáng. 10 giờ 20 là bay qua tới Thái Lan là 11 giờ 45. Đi lên mạng đó, qua Thái Lan là đi từ giữa Lan Tư Sư Mư đầu tiên của Đông Thái. Thì cô bên đó dự, mình qua dự, trong đây là dự lễ là ngày 29. Nhưng mà mình qua trước ngày 25 á, để muốn cho tụi cô họ đã đi qua Thái thì họ cũng không muốn đi theo gì từ cả giới đang. Mà không lẽ đi dự từ giới đang không mà tự tiên cũng. Cho nên là đi thương được vài ngày để mình dắt họ đi thăm một chỗ đi bên Thái đó. Mà đặc biệt cái chùa Thamakai, Thamakaya đó, cái chùa đó là lớn nhất. Lớn nhất rồi chắc nhất như Đông Nam Á đó, có thể chứa được cả 10-10 ngàn người. Và sau đó thì sẽ đi về miền Nam Thái Lan về. Rồi ngày 30 thì đi qua Ấn Độ để tùng tâm tàng Pali đó. Ngày mùng 2 là khai mạc tùng cho tới ngày 12. Ngày 12 xong thì còn một tuần sau đó thì gia đình là dắt cho mấy sư cô đi chiêm bái Phật tích. Rồi sau đó mình trở về. Thì đã nói á là coi như chuyện về đời về hay dạy luôn là con tùy theo cái chỗ mình ở là có wifi hay không, có mạng hay không. Nếu mà chỗ nào có mạng thì sẽ lên trên trang mạng trên Facebook thông báo cho quý vị là sẽ có vô học, mà còn mà không có wifi thì cũng bảo là không có wifi, thành ra là không có biết được là có dạy hay không. Dạ sư rồi. Nhưng mà ít nhất là quý vị cũng có cái vốn luyện là mình đã học xong được cái phần lễ bái tâm bảo rồi. Thì còn những cái phần sau đó, bây giờ trong thời gian mà nghỉ đó đó ha, quý vị nghe lại băng và quý vị tập đọc và tập học thuộc đi. Rồi sau này khi mình về là mình học có phần mới thôi. Bây giờ quý vị học nhiều quá rồi mai một người khỏi làm nhớ gì hết trơn là uổng lắm ha. Quý vị nhớ nghe, thì mở băng ra nghe lại tùng theo rồi học, mà tùng tới đâu phải hiểu tới đó. Vì mình người có học mà khác với người không có học nha. Người có học quá là tùng là đâu thì hiểu từ đó nè, chứ không phải tùng là tùng không có học là hồi xưa mà mình sau chưa có học là từ tùng ai tùng sao tùng vậy thôi. Còn bây giờ là mình đọc từ đâu mà dế sắc ta là mình biết sắc ta là gì rồi, dế là gì rồi ha, từng chữ một. Nên ra là mong rằng là quý vị
cố gắng ha, ba tuần đó mình ôn bài cũng nhiều bài á, mặc dù học mấy buổi thôi nhưng mà bài thì rất là nhiều. Nhưng quý vị đọc lại nghe lại rồi xong rồi mình hy vọng là nếu như có màng thì sẽ dạy trong thời gian ở Ấn Độ, mà nếu như không có màng thì chờ sau này ngày 20 tháng 12 thì được học trở lại cho quý vị. Thôi bây giờ xin được dừng tại ở đây, chúc quý vị được sức khỏe an vui. Namo Buddhaya.